Xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới hoàn thành xong một con xe Grab to cho một anh chủ mà mình đánh giá là cực kỳ chịu chơi luôn. Và những cái chi tiết ảnh lắp trên xe thì tuy không có quá nhiều nhưng mà rất là hài hòa, rất là mượt mà luôn đó các bạn. Thì mình hôm nay mình cũng xin ý kiến của ảnh và mình xin phép review nhanh. Cái xe này ảnh cũng đã làm lại và cũng đã 2 ngày và nó ra cái hình hài mình thấy cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, thì đây là một set độ mình nghĩ là chuẩn mực dành cho xe Grab to luôn. Cái xe Grab to này là xe Grab to màu xám ha. Thì anh chủ này đã độ những gì? Đó, đây là cái cản Hummer trước nè. Đó, một cái chi tiết không thể thiếu của cái xe Grab to với phần cản Hummer ở phía trước ha các bạn. Đây, và anh chủ này cũng đã làm lại phần ốp carbon của những cái hốc này đó, những cái chi tiết điểm nhẹ như vậy thôi nhưng mà chúng ta cũng để ý thấy cái sự tinh tế. Đây ốp viền đèn, chúng anh chủ cũng đã phủ carbon hơn rất là nhiều, và cái phần logo Ford ở đầu xe đó anh chủ cũng đã làm lại carbon cực kỳ tinh tế luôn. Thì tất cả cái chi tiết này nó phối với nhau là một cái sự hài hòa lắm các bạn. Cái đèn ở phía này là cái đèn này là đèn sương mù ha. Đèn này cũng là đèn trắng luôn, để mình mở lên cho các bạn xem một xíu. Đây, cái đèn này là đèn sương mù các bạn. Còn cái đèn này là đèn siêu nhanh ha. Và cái cụm này cũng là cái cụm đèn trắng luôn. Đây ha. Cái đây là cái cụm đèn đi theo cái cản Hummer. Một set độ mình đánh giá là cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Còn nhiều chi tiết hay nữa ở phía bên trong. Đó, cái cụm đèn. Ồ, quá tinh tế luôn, quá đẹp luôn. Rồi, chúng ta đi phần bên hông xe đi. Ở phía dưới này có anh còn làm gì không? Ok. Chúng ta đi cái phần bên hông xe. Đây, anh chủ này cũng đã thay đổi qua cái mâm fluo. Mâm fluo này thì mình thấy được rất nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vì cái nét đẹp và cái sự tinh tế của cái mâm fluo này rất là đẹp, hài hòa với lại xe Grab to, với lại hài hòa với lại cái bộ lớp Goodyear Wrangler. Đó, các bạn thấy đó, rất là đẹp. Và cái này không phải là mình không có làm bay sơ đâu các bạn. Khi mà chúng ta lắp cái mâm này thì cũng làm cái bánh rộng ra một chút xíu. Đó, mình xin ảnh nãy giờ thì ảnh mới có nhín chút thời gian để cho mình kịp review cái xe này ha. Mấy anh thợ cũng đang khá là tất bật để hoàn thành giao cái xe cho ảnh. Ok, rồi tiếp theo là đây, chấn bùn ARB ha. Một chi tiết không thể thiếu khi mà chúng ta nhỏ thôi nhưng mà nó điểm thêm những cái sự thể thao, một cái sự đây. Và anh chủ cũng đã làm luôn chữ cái Wrangler ha, nghe bức thêm đây đó. Cái này là chúng ta đi vào trời tối ha, chúng ta mở cửa xe ra, chúng ta bước thêm lên thì nó điểm thêm những chi tiết khá là hay. Và anh chủ này cũng đã làm luôn những cái carbon, ốp carbon, ốp carbon hai tay xe, hai tay xe, tay chén cửa và tay nắm cửa luôn các bạn đó. Rồi bộ tem, đây là bộ tem mà bên mình thiết kế riêng cho anh chủ ở Kiên Giang. Đây là bộ tem nó làm với một cái phong, với lại cái sự thiết kế giống như vậy, mình nghĩ nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Tại vì những cái đường nét, những cái chi tiết nó khá là phù hợp, nó mượt mà ha. Một cái sự thiết kế mình nghĩ lên xe, lên tạo hình khá là đẹp đó. Ở phía sau thì không thể thiếu cái cản Hummer đó. Cản trước Hummer, cản sau Hummer thì phải có khung thể thao Hummer. Đây, khung thể thao Hummer. Khung thể thao Hummer thì có thêm một cái thanh đèn ở phía sau nữa các bạn. Đây, cái xe này là quá đẳng cấp luôn các bạn. Đó, đây. Cái cửa, cái nắp này là nắp thùng cuộn điện. Đây, thùng cuộn điện thì chúng ta cũng có thể dùng cái chìa khóa chúng ta bấm để nắp cuộn điện đi vô, hoặc là chúng ta có thể ấn nhanh giống như vậy. Ấn nhanh như vậy là để đóng thôi. Còn khi mà chúng ta mở thì chúng ta bấm giống như vậy. Đó, chúng ta mở chúng ta giữ luôn giống như vậy. Còn chúng ta muốn đóng mà khi mà không có chìa khóa chúng ta thì chúng ta chỉ cần bấm như vậy thôi. Đó, chúng ta bấm giữ luôn giống như vậy. Nhấn bông cái liền, dạ. Đó,
Rồi ở phần phía đuôi xe đây, cực kỳ hầm hố luôn các bạn. Cái bộ tem này nó đã được phối phần hông xe và phần phía sau xe. Trên cái nền của xe xám thì những chi tiết đen này nó tô điểm thêm cái sự mạnh mẽ cho xe rất là nhiều. Ngoài ra thì cái cản sau Hummer, đây cản sau Hummer phối hài hòa với lại cản trước Hummer khung thể thao. Ngoài ra cái mà làm cho mình ấn tượng nhất là cái tiếng bô, tiếng bô giống như vậy. Tiếng bô này mình nhồi ga thì nghe anh sướng không anh? Anh nhồi ga giùm em miếng được không anh? Hay chưa, đây là hai cây bô thiệt luôn nha các bạn, bên đây một cây bên kia một cây kìa. Đó quá phê luôn. Đây là cặp bô HKS mà mình đã đi lại cái đường ống xả và mình đã thay đổi đường ống xả và ga hai cây bô HKS. Nghe tiếng bô rất là sướng. Khi mà chúng ta đạp ga, chúng ta rút ga mà nghe những cái tiếng bô như vậy thì phê. Cuộc sống như vậy thì quá đã, đúng không? Sau một ngày làm việc căng thẳng, chúng ta lên cái xe yêu thích của chúng ta rút ga. Còn gì bằng nữa các bạn, đúng không? Quá sướng luôn. Để mình xem coi còn những món gì ở dưới đây nữa không nha. Đó. Và anh chủ cũng đã độ lại chìa khóa khởi động từ sau luôn các bạn. Đây, ta bấm khóa và ở hai lần giống như vậy. Xe tự động mà nổ máy. Đó. Và hàng ghế sau anh chủ cũng đã làm lại. Có trực điện không anh? Hả? Điện. Trực điện chưa anh? Trực điện hả? À, trực điện hả? Nhưng mà chỉnh điện. Mà chỉnh ở đâu anh? Bấm nút, có nút. Có nút ở dưới hồng với nhau. Đây nè. Ok. Đây, hàng ghế thứ hai anh chủ này cũng đã làm lại trượt điện luôn các bạn. Đây, đó, hay chưa, rất là thoải mái luôn. Như vậy thì những cái nỗi ám ảnh của những khách hàng mà đi ngồi hàng ghế thứ hai sẽ không còn cảm thấy mình bị đứng quá. Chứ thật sự là mình á, là mình nếu mà đi xe bán tải mà xe gấp to nhưng giống như vậy, mình thích lái hơn, mình thích ngồi bên sau. Tại vì băng sau hơi đứng, mà chúng ta đi đường dài mà chúng ta không có chợp mắt chúng ta ngủ á thì cũng hơi quải. Mà nếu mà đứng quá thì nó có tưng á các bạn, thì rất là khó để chúng ta nằm. Mà nếu mà có cái trượt như vậy thì quá thoải mái các bạn. Thấy chưa? Trượt như vậy quá thoải mái rồi. Chúng ta nằm, chúng ta ngủ, chúng ta thoải mái, hàng ghế thứ hai thì còn gì bằng nữa. Thì mình khuyên với anh chủ những xe bán tải thì nên lắp cái trượt điện hàng ghế thứ hai. Ngày xưa mình lắp cái cơ cấu bằng cơ á thì cái chừng của mình nó sẽ thấp, không? Nó làm cho cái đệm ngồi này nó cao lên, nó làm cho cái chân mình nó thấp. Mà cái với cơ cấu trượt điện này á, thì nó không có làm thay đổi quá nhiều cái chiều cao. Chúng ta ngồi cái chân cũng khá là rộng ha các bạn. Mà chúng ta còn giải quyết được rất là nhiều cái nữa. Quá đã luôn. Mình đang ngồi trong khoang nội thất của xe lắp to. Thực sự là khi mà mình ngồi vào khoang nội thất của xe lắp to, mình đã rất là kích thích. Bởi vì những sự thiết kế của một cái nhà floor performance đã tạo ra một cái xe rất là tốc độ ha. Chúng ta thấy cái sự tốc độ đến nhờ vào những cái ghế ngồi ha, với những cái cánh giống như vậy để giúp cho chúng ta bo cua trái, bo cua phải sẽ giữ ổn định cái thân của chúng ta rất là nhiều. Ngoài ra nó đến từ những cái lẫy chuyển số trên vô lăng đó các bạn. Cái laptop này nó được thiết kế dựa trên những cái xe đua Baza 1000, nó chạy xuyên suốt trong vòng 30 tiếng liên tiếp mà chạy với tốc độ rất là nhanh qua những hổ gà, hổ voi. Và với những cái độ nhịp giống như vậy thì không phải là cái khung sườn của cái lắp to thì mình nghĩ là không có xe nào có thể chịu nổi được đó. Cái hệ thống khung gầm, hệ thống phục giảm sốc USA Fox thì nó đã ở một cái đẳng cấp khác, một nó ở một cái trường phái khác hoàn toàn so với cái phần khung gầm của những dòng xe du lịch còn lại. Những cái dòng xe này mà chúng ta chạy vào đường khó mà chúng ta chạy tốc độ cao là bang thoải mái, chạy thoải mái, tại vì nó sinh ra là để làm chuyện đó mà các bạn. Đó, ngoài ra thì anh chủ này cũng đã lắp thêm cái cảm biến chân ga. Đây, cái cảm biến chân ga này nó sẽ giúp cho xe chúng ta chuyển trạng thái từ normal là từ bình thường chuyển qua sport ha. Chuyển qua đây normal, chuyển qua sport cộng, chuyển qua R cộng thì lúc này chúng ta sẽ tận hưởng cái độ bốc của cái xe rất là nhiều. Tại sao có nhiều khách hàng họ mua những cái dòng xe mạc, những dòng xe Đức nhỏ nhỏ thôi mà mã lực lên tới 400 450 mã lực để làm cái gì?
để khi mà chúng ta đạp ra ở những cung đường mà chúng ta có thể tăng tốc được á, chúng ta cảm thấy sướng à. Cái xe mà chúng ta mỗi lần đạp mà nó nhồi lên á, thì chúng ta cảm thấy phấn khích hơn rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta chạy mà cưỡi ngựa xem hoa, rồi tôi mua xe này về tôi chỉ chạy khoảng 50, 70, 80 km/h, có bao giờ mà tôi đạp tốc độ cao đâu. Thì với những cái phân khúc khách hàng như vậy thì cái này nó không có ý nghĩa gì hết. Cái cảm biến chân ga đối với những khách hàng đó thì không có ý nghĩa gì hết. Đó, thì mình cũng review nhanh về một cái set độ chuẩn của anh chủ ở Kiên Giang, một anh chủ rất là chịu chơi mà cái cách phối ảnh cực kỳ tinh tế luôn. Tinh tế đến từ vào cái những cái chi tiết về tem, về phần đầu xe và những cái chi tiết khác rất là nhiều. Thôi, bây giờ mình lại trả xe để cho anh chuẩn bị đi rồi. Một set độ mẫu mực, còn thêm cái phần đèn định vị nữa ở phía trên ha. Để chúng ta đi vào trời tối hay là chúng ta đi vào đường tối thì sẽ định vị xe chúng ta rất là nhiều. Xin chào các bạn, mình cũng review nhanh. Mình là Dũng, đại lý Sài Gòn Ford. Các bạn có suy nghĩ, các bạn có mong muốn, các bạn có ý tưởng gì thì hãy chia sẻ với Dũng, hãy comment bên dưới. Dũng sẽ tư vấn, Dũng sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Mình đang ở trung tâm độ của bên mình. Các bạn có nhu cầu muốn độ hàng, muốn độ xe thì hãy tới trung tâm bên mình nhé. Đừng quên like và subscribe kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.